Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Con Zika Audio xin chào chú Được nhé. Vâng, cháu đang test cho chú lại một sản phẩm mà chú đặt bên Zika Audio rồi ạ. Vâng, chú Được là chú khách hàng rất là đặc biệt, chú quay lại với Zika Audio phải đến gần chục lần rồi ạ. Và trong vòng gần một tháng chú quay lại với Zika Audio phải đến 10 lần. Và đây là cái sản phẩm mà chú Được đặt bên Zika Audio, một cái shop B3 330 mặt trước. Đặc biệt cái dòng này là được tích hợp cả chầm điện và chầm hơi. Vâng, chú Được chú lấy bên cháu quá nhiều sản phẩm rồi ạ. Vâng, chú dùng chất lượng. Bây giờ cháu cho nhà nhỏ nhạc tí ạ. Chú dùng chất lượng và chú đã đặt cho mình rất là nhiều. Bên cháu bán cũng giá không phải là rẻ đâu ạ. Vâng, giá phải chăng với chất lượng sản phẩm và chú đã cảm thấy rất là hài lòng. Và đặc biệt là những sản phẩm bên cháu cung cấp ra thị trường là nguồn gốc xuất xứ rất là rõ ràng, đây là sản phẩm tại Trung Quốc. Rồi cháu đang test cho chú Được và có 3 bác khách nữa ở bên cạnh, tí nữa bên cháu sẽ test riêng ạ. Vâng, thì đây là sản phẩm của chú Được. Một con Martin đấy ạ. Một con B3815 Plus. Màu vân gỗ rất là đặc biệt của thương hiệu B3. Và một cái JBL 560. Thì nữa bên cháu sẽ test riêng từng bác khách một. Vâng, bây giờ quay trở lại chú Được đi ạ. Vâng, chú Được nhé, B3 mã 2021. Ở bên cháu tặng đầy đủ tắc chuyển để chú kết nối với lại thiết bị ạ. Vâng, chú đặt cọc bên cháu trước một ít, dạ còn 3 triệu đồng. Vâng, thì phía trong đi ạ. Vâng, phía trong là một cái bát 30 rất là uy lực. Được phía trước được bảo vệ bởi cái căng lụa cũng khá là mềm mại và khung thì rất là chắc chắn. Đây ạ. Nên là chú có thể tháo ra được và chú quan sát được cái bát 30 bên trong. Và bát của chú đang đánh đi ạ. Đặc biệt cái mặt bát này nó được phủ một cái lớp bảo vệ rất là tốt. Cái thời tiết nóng ẩm của Việt Nam rất dễ hỏng bát. Vì thế mà nhà sản xuất của thương hiệu B3 này ở phía Trung Quốc đã tích hợp thêm một cái chất phụ gia để bảo vệ cái mặt bát này được tốt hơn, nó tạo được độ bền rất là cao. Đặc biệt cái dòng này lại được tích hợp cả chầm hơi và chầm điện, đó rất là tiện lợi. Chúng ta thừa công suất chúng ta chơi hơi và chúng ta thiếu công suất chúng ta chơi điện, đó là 2 trong 1, vượt trội so với cái dòng chầm điện phân khúc gia đình. Vâng, và bên cháu cũng đang test đấy ạ. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm cùng một chú Được nhé. Cháu cho nhà con tí ạ. Và bên cháu cũng có món quà chiên với chú Được ở Bến Tre, một cái áo mưa của được in hình logo của Zika Audio ạ. Là cháu tắt xúc của chú đi đây ạ, để chú so sánh nhé. Vâng, đây nhạc không xúc chú ạ. Vâng, xúc của chú không đánh nữa đây ạ. Vâng, nhạc rất là mỏng. Rồi cháu bật lên để chú so sánh đây ạ. Đấy, bắt đầu trầm xuống đấy ạ. Rất là khỏe. Vâng, đặc biệt cái dòng xúc B3 mã là 2021 này, 330 mặt trước, là tái tạo cái giải siêu trầm rất là tốt, tách bạch hẳn với những cái đôi loa chính chúng ta đang nghe. Vâng, trầm xịn, trầm chất lượng thì đầu nó mới tái tạo được cái giải siêu trầm tách bạch, nó không bị trộn lẫn với cái đôi loa chính, đó là những cái trầm mà đạt được cái chất lượng rất tốt. Và những cái trầm trôi nổi trên thị trường chất lượng kém ấy thì các bác nghe không phân biệt được đâu ạ. Khi mà thiếu trầm hay là không thiếu trầm thì nó giống nhau và nghe rất là rất đầu và ù tai. Vâng, và đặc biệt cái dòng này nó được tích hợp cả một cái kính cường lực phía trên rất là đẹp. Chúng ta có thể in hình soi bóng ở trên đấy được ạ. Nó như một cái gương ấy ạ. Vâng, thì hiện tại cái shop B3 mã là 2021 của chú Được đang hoạt động rất tốt ạ. Vâng, chú lại như những lần trước, chú lại đợi bên con khoảng tầm 5 đến 7 ngày là chú nhận được hàng chú nhé.
Vâng, cháu cùng cháu chúc chú được và gia đình sức khỏe một lần nữa, và chúc chú luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào chú và hẹn gặp lại. Vâng, xin nhắc lại ạ. Vâng, chú được là vị khách rất đặc biệt quay trở lại với Zikado đến chục lần. Và các bác nào muốn sở hữu một cái súp B3 để sở hữu chơi cho dàn karaoke gia đình thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zikado. Vâng, bên em sẽ cập nhật tin tức liên tục và tư vấn cho các bác. Vâng, các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh YouTube Zikario để cập nhật tin tức mới nhất nhé.